Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sammabuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammabuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Sammabuddhassa. Cái lớp thiền của chúng ta là ở tại cái phòng này, là chúng ta đã mở được cái khóa thứ 5. Khóa hình như là khóa này là khóa thứ 5 thì phải. Tức là đã có mấy khóa trước đây, và cái mục đích của cái lớp này á là hướng dẫn về cái lý thuyết của thiền. Mà cái lý thuyết của thiền á, nó có một cái thiền này á, nó có một cái đặc biệt là thế này: lý thuyết tức là thực hành, chứ không phải là lý thuyết riêng mà thực hành riêng. Tức là nếu như người nào mà sau khi nghe mà nhận thức được vấn đề một cách rõ ràng thì người đó là đang thiền rồi đó, chứ không phải thiền gì cả. Bởi vì á, cái quan trọng á là mình thấy ra vấn đề, chứ không phải là mình thường thường á là mình cứ hiểu rằng là hành thiền tức là một nỗ lực để đạt đến một cái điều gì đó. Cái quan niệm đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Thiền không phải là một nỗ lực để đạt được một cái gì đó, mà cái mục đích của thiền đó là thấy ra vấn đề. Thí dụ như bây giờ mình có một vấn đề nan giải. Nan giải đó là lý do là bởi vì mình không thấy rõ được vấn đề đó, cho nên nó mới là nan giải. Còn nếu như mình thấy rõ được vấn đề đó đó thì vấn đề nó sẽ trở nên hoàn toàn dễ dàng. Thế thì ở trong cuộc sống á, cái khó khăn của chúng ta đó là không thấy rõ vấn đề. Do đó mà chúng ta đã là hành động hay là suy nghĩ hay là nói năng một cách sai lầm. Và từ cái mà mình xử lý sai lầm đó là đưa đến những hậu quả sai lầm. Và chính những hậu quả sai lầm đó là những cái phiền não khổ đau trong đời sống, những cái bức xúc, những cái stress hay là căng thẳng gì đó trong đời sống đều phát xuất từ cái chỗ là mình không nhận thức đúng cái vấn đề của chính mình, chứ không phải và cuộc sống đó. Cái vấn đề của mỗi người đó là vấn đề có liên hệ, liên quan mật thiết đến cuộc sống, không phải là một vấn đề riêng của bản thân mình. Không có vấn đề gì là một vấn đề riêng của bản thân mình, mà cũng không có một vấn đề gì là một vấn đề mà là bên ngoài, mà là cái vấn đề của chính mình liên quan với cuộc sống. Cho nên á, tất cả những rắc rối trong cuộc sống á, là do mình không thấy rõ vấn đề và mình đã xử sự sai lầm, hay là mình có những quan niệm sai lầm, rồi từ những quan niệm sai lầm đó, những nhận thức sai lầm đó đưa đến những hành động sai lầm hay là nói năng sai lầm, suy nghĩ sai lầm, và vì vậy mà đưa đến một cái hậu quả tất nhiên là cũng là sai lầm. Vậy thì thực ra thiền là nhận thức đúng, chỉ có như vậy thôi. Vì hệ nhận thức đúng thì nó sẽ đưa đến là suy nghĩ đúng, đưa đến nói năng đúng, đưa đến hành động đúng, và đưa đến phản ứng nội tâm của mình đúng. Nó là như vậy. Mình lại là thường thường á, mình lại cứ nghĩ rằng là có nhiều vị đến đây thì nghĩ rằng là thầy sẽ đưa ra một phương pháp gì đó, ví dụ như nói rằng bây giờ phải ngồi ngay thẳng lại, để tay như thế nào, rồi hít thở như thế nào, hoặc là niệm cái câu gì để rồi sau một thời gian 5-10 năm hay là 3 tháng thì sẽ đạt được kết quả gì.
thì cái đó không phải là thiền. Cái đó, tất cả những cái đó không phải là thiền. Mà thiền sự là phải nhận thức ra được vấn đề cuộc sống, vấn đề của chính mình. Bây giờ cái mục đích của thiền là gì? Bây giờ chúng ta thử hỏi là mục đích của thiền là gì? Có ai, ví dụ như các vị đến đây để mà học thiền, vậy thì quý vị có cái ý niệm gì, có cái ý nghĩ gì là mình đến đây học thiền để làm gì không? Học học thiền để làm gì? Tức là nó phải có cái mục đích. Phải có cái mục đích là mình đi học thiền là để học thiền để làm gì? Học thiền là để thấy ra sự thật. Tức là mình thấy ra sự thật, nói từ chuyên môn đó là chân lý. Vậy thì chân lý là cái gì và chân lý ở đâu? Nếu mà chúng ta biết chân lý là gì và chân lý ở đâu thì tức là chúng ta đã thấy ra được vấn đề. Bởi vì cái mục đích của chúng ta học thiền là để ra sự thật, để ra chân lý. Mà cái chân lý đó nó là ở đâu? Chân lý đó cũng là nó mình phải trải qua một cái thời gian tu tập, luyện tập để thấy ra chân lý đó, hay là chân lý đó là cái mình có sẵn? Thành ra cái vấn đề vẫn là ở cái chỗ chúng ta có mở ra được cái khúc mắc mà trong đời sống mà mình đang đi tìm kiếm. Khi mà chúng ta muốn hành thiền hay là chúng ta muốn tu tập, tức là chúng ta đang muốn tìm kiếm một mục đích gì đó. Thí dụ như là mục đích để ổn định đời sống của mình chẳng hạn, hay là mục đích để đạt được an lạc chẳng hạn, hay là những cái mục đích cao xa hơn như thử là đạt đến niết bàn, hay là ngộ, hay là giác ngộ gì đó chẳng hạn như vậy. Thế thì là chúng ta luôn là có đặt ra cái mục đích để chúng ta đạt đến. Và khi mà chúng ta nghe nói có một cái chỗ nào đó hướng dẫn thiền, bây giờ có một phương pháp thiền mà từ Ấn Độ đi qua đây dạy, vì thiền sư này là rất nổi tiếng, và vì khi mà mình hành cái pháp thiền này á, thì sau một thời gian mình được cái đạt được cái kết quả gì đó. Và nếu như cái kết quả đó mà cái trường thiền đó, hay là cái lớp thiền đó, hay là cái vị thiền sư đó đưa ra càng hấp dẫn chừng nào, thì chúng ta lại càng là muốn làm thế nào đó mà để đến đó để mà học để mà đạt cho được cái mục đích. Thế nhưng mà cái đó thực ra là phản lại thiền. Cái hành động đó là một hành động phản lại thiền. Bởi vì nếu thiền là để mà thấy ra sự thật á, thì sự thật không phải là ở đâu xa hết. Sự thật thì mỗi người đều sẵn có hết. Chỉ có điều là mình không thấy ra thôi. Thầy có nói một cái điều rất là kỳ lạ. Cái điều này là từ trước đến nay thầy chưa nói, mà mới đây thầy mới nói. Thầy nói là cái cục đá với là cây cối đó là có niết bàn nhiều hơn mình, tại vì nó đâu có tham sân si gì đâu. Thầy nói cái cục đá với cây cối đó là nó niết bàn nhiều hơn mình. Bởi vì như thế này, niết bàn là thực tánh. Niết bàn là thực tánh, hay là niết bàn là cái chân đế rốt ráo, tức là cái sự thật rốt ráo. Nói cái đó là hơi bị nếu như tại vì mình á, hồi nào giờ là mình cứ cho niết bàn là cái gì đó mà linh thiêng cao cả, cao siêu mầu nhiệm, cho nên mà bây giờ nói là cái cây bàn hơn mình thì nghe nó quá lạ lùng, phải không? Nhưng mà có một cái điều, có một cái điều mà mình cần lưu ý là thế này: cái cây á thì nó là niết bàn nhiều hơn mình, nhưng nó lại không giác ngộ được là nó đang ở trong niết bàn, cho nên nó mới gọi là cái cây. Con người của mình á, thực ra đó là có những lúc mình cũng bị lạc vào niết bàn. Có một lúc nào đó mà mình bị lạc vào niết bàn mà mình cũng không biết. Mình cái thời gian mà mình lạc vào niết bàn cũng phải ít đâu, nhưng mà mình cũng không biết, do đó vẫn là không ngộ. Thế thì ở đây vấn đề là thế này: vấn đề là bởi vì cái bản ngã tham sân si
khi nào mà khởi lên một cái bản ngã tham sân si thì cái bản ngã tham sân si đó, đó là nó che lấp niết bàn. Chứ còn niết bàn là có sẵn, niết bàn là có sẵn và niết bàn có ở khắp mọi nơi, không có chỗ nào mà không có niết bàn cả. Và Đức Phật ngài nói rất cụ thể, nếu như một người mà sống đúng pháp thì nói xin lỗi là Đức Phật ngài nói rõ ràng trong kinh Tứ Niệm Xứ, chứ không phải là thầy nói, là cho dù ngồi trong cầu tiêu, đi cầu hay đi tiệu vẫn là niết bàn. Thành ra niết bàn thì là khắp mọi nơi, chứ không phải là lần này thầy nói hơi khác lần trước một chút, là thầy nói niết bàn trước. Bởi vì thực ra niết bàn là ở khắp mọi nơi và ai cũng có cả. Thực ra mình cũng có niết bàn như là cái cây, nhưng mà tại vì cái bản ngã che lấp đi, bản ngã tham sân si luôn luôn khởi lên che lấp đi, cho nên mình không còn thấy cái niết bàn, mà mình chỉ nhìn thấy phía trước. Thầy hôm đó là cái điện thoại này, thầy có cái điện thoại, thì cái điện thoại của thầy là thường hay bỏ trong cái túi này, ai gọi điện thoại không biết á, thầy mới lấy cái điện thoại ra. Thầy lấy cái điện thoại ra, thầy cầm bên cái chỗ này, thầy nói chuyện về cái người gọi á, cái thầy nói thì cái tay bên này á, thầy lại sò vô trong túi, và khi cái tay bên này sò vô trong cái túi á, thì thấy không có cái điện thoại. Vì hôm trước á, thầy có một người hỏi thầy thế này, là nếu như tất cả đều là niết bàn rồi á, thì ở đâu mà bạn ngã khởi lên, làm sao bạn ngã khởi lên? Vì nếu là niết bàn là đã có sẵn rồi thì ở đâu mà bạn ngã khởi lên? Mà bạn ngã thì mới là che lấp cái niết bàn, vậy thì bạn ngã nó khởi lên ở đâu? Thì té ra là thế này, khi thầy nói chuyện điện thoại thì cái tay bên này á, là sò vô túi thì không có cái điện thoại, thì thầy mới nói chết rồi, cái điện thoại không biết để đâu rồi. Sao mà thử cái túi để cái chỗ nào mà hồi nãy mình nhớ là hồi nãy mình mới đi ngoài đó đi vào thì là nhìn quanh thì vẫn không thấy là mấy cái chỗ mình đi qua cũng không có, đi dòm cũng không thấy cái chỗ nào để cái điện thoại cả, trong khi cái điện thoại là mình đang ra để đây này, mình đang nói, thì trong khi mình bên này nói đó thì trong tâm mình đó vẫn cứ nghĩ đến là không biết cái điện thoại nó nằm ở đâu. Thế thầy mới nói cô Liệu Tấn, khi đó cô Liệu Tấn đi ngang qua, cái thầy mới nói cô Liệu Tấn nói đi tìm cái điện thoại giùm thầy. Nhưng mà khi nói là đi tìm cái điện thoại giùm thầy á, thì thầy phải đưa cái điện thoại ra ngoài để mà để nói, chẳng thôi mình nói nó vô trong này sao, cho nên thầy mới là đưa cái điện thoại ra ngoài mới nói. Thì mới đưa cái điện thoại ra, ủa cái điện thoại nằm đấy, cái điện thoại nằm đấy, thầy mới nói kêu Liệu Tấn, mới vừa kêu Liệu Tấn cái mà định nói cái rồi thì thấy cái điện thoại rồi mà thôi. Thì Liệu Tấn nói rồi thầy nói cái gì, nên thôi được rồi. Niết bàn cũng vậy, thực ra mình có cái điện thoại nằm trong tay mà mình đi tìm cái điện thoại, cái đó là cái buồn cười nhất, mà làm sự thật. Có lần thầy đã cầm cái đèn pin và để đi dòi để đi kiếm cái đèn pin ở đâu, tại cái đèn pin mình đang cầm sẵn trong tay, nên nếu như cái đèn pin mà nó nằm ngoài á thì mình đã thấy cái đèn pin rồi. Ở đây là cái đèn pin mình đã cầm sẵn trong tay, cho nên tự nhiên cái mình nói là ủa cái đèn pin nằm đâu nằm trong tay rồi, cho nên đâu không, mình không quên á, mình thấy cái đèn pin biết nằm đâu, thành nó bấm cái đèn pin ra dòi khắp không thấy, tìm hoài không thấy cái đèn pin đâu, thì mà làm sao tìm thấy được. Cho nên đây cũng là một vấn đề, khi chúng ta đi tìm cái mà mình muốn đạt được thì chính là mình đang mất cái đó. Cái đó là một điều tức cười đó. Bởi vì thực ra nó đã có sẵn trong tay mình, mà bây giờ mình lại đi tìm nó, thành ra tìm nó là một sai lầm. Thì trong cái sự tu tập của mình cũng vậy, mình chính cái bản ngã. Khoan, bây giờ thầy nói lại tại sao bản ngã phát sinh. Bản ngã phát sinh là bởi vì trong một lúc nào đó mà hành động theo thói quen. Khi mình hành động theo thói quen thì mình không còn ý thức nữa, đúng không? Khi mình hành động theo thói quen thì mình không còn ý thức nữa. Khi mà mình bước lên một cái bậc thang, mà cái bậc thang đó là bậc thang đầu tiên mình bước lên, thì bao giờ mình cũng rất là thận trọng chú tâm quan sát. Bởi vì á, nó có thể là 18, có thể là 18, có thể là 19, có thể là 20,
có thể là 15, phải không? Có nhiều tùy theo cái không gian của người ta để người ta làm cái cầu thang, với là tùy theo cái độ cao của cái chỗ mà lên cầu thang, người ta có thể là làm rút nó lại thành còn 15 hoặc là 16, 17, 18, 19, 20. Thế thì cái độ của cái bậc thang á, là luôn luôn nó khác nhau. Thế thì á, lần đầu mà mình đi đó, là mình xem thử là nó là cái bậc thang cao hay thấp. Nhưng mà sau đó đó, là mình đi quen rồi á, là mình cứ bước, chứ còn không cần biết là cái bậc thang nó cao hay thấp nữa. Như vậy á, là lúc đầu á, là mình đi có ý thức, còn lúc sau á, là mình đi là không có ý thức. Chợt một cái lúc mà mình không có ý thức về bản thân mình, tức là không có ý thức rằng là cái điện thoại nằm trong tay, mà theo thói quen á, là điện thoại nằm trong túi, cho nên bây giờ sờ vô trong túi không có, tức là mất điện thoại. Phải không? Như vậy á, đó là bởi vì thói quen. Chính vì thói quen mà bạn ngã phát sinh lên. Do thói quen mà làm cho mình không còn ý thức nữa. Và vì trong một lúc không ý thức thì vô minh xen vào. Vô minh tức là không thấy rõ, không thấy rõ sự thật. Khi không thấy rõ sự thật á, thì bắt đầu mình mới là phát sinh ra ý muốn tìm cái điện thoại. Phải không? Tại vì thò tay vô không thấy có cái điện thoại, cho nên bây giờ mình mới là muốn là tìm ra điện thoại. Cho nên ấy, vô minh thì chắc chắn là đi kèm theo là ái dục. Hết thì chắc chắn là kèm theo ái dục. Đó. Mà vô minh ái dục chính là nội dung của cái bản ngã. Bản ngã là một ảo tượng khởi lên trong một cái lúc mà mình thiếu ý thức về chính mình. Thế thì ấy, bây giờ mình đi hành thiền, và luôn luôn mình hành động để đạt được một mục đích ở phía trước. Mục đích đó ở phía trước có nghĩa là mục đích đó chưa có, nghĩa là mình phải đi tìm một cái khác. Khi mình đi tìm một cái khác, nghĩa là mình không nhận ra rằng cái đó mình đã có trong tay. Tại vì mình luôn đặt ra một cái chỉ tiêu, hay là mình đặt ra một lý tưởng, đặt ra một cái tiêu chí để mình đạt đến. Mà cái tiêu chí hay cái mục đích mà mình đặt ra đó, thực ra là do mình ảo tưởng tạo nên, hay là cái đó nó chưa có thực. Ví dụ bây giờ mình muốn được, mình hành thiền để mình muốn được an lạc, có nghĩa là mình chưa có an lạc, phải không? Vì mình chưa có an lạc cho nên mình hành thiền để đạt được an lạc. Mình nói rằng tôi hành thiền là để giải thoát. Giải thoát có nghĩa là bây giờ mình chưa giải thoát, nghĩa là cái đó là cái mà mình chỉ tưởng tượng ra thôi, chứ cái đó mình chưa thực sự có. Do đó hầu hết những cái mà mình đi tìm kiếm, hay là mình cố gắng là nỗ lực để mà đạt đến, thì hầu hết đều là những cái tưởng tượng mà mình tạo ra. Tưởng tượng đặt thành ra đó là một cái lý tưởng để mình đạt được. Đó là cái nguyên nhân của luân hồi sinh tử. Tại vì á, hệ khi mà mình bỏ quên cái hiện tại, bỏ quên cái thực tại, mà mình lao đầu vào một cái gì đó mà mình chưa thấy ra, nó chưa phải là thực, nó chỉ là một cái nền tưởng tượng, thì tức là mình đánh mất chính mình. Và tức là mình đánh mất chính mình, hay là gọi là thất niệm. Thất niệm tức là mình bỏ quên chính mình. Ví dụ như đây là cái thời điểm, đây là cái thời điểm này mình đang đứng ở đây, nhưng mà cái tâm của mình lại là hướng đến một cái mục đích X nào đó ở trong tương lai, hay là mình hướng đến một cái nhớ lại một cái gì đó ở trong quá khứ, thì như vậy là mình không đánh mất chính mình. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây, không đồng không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Bởi vì mình không biết là mình, nếu mình đặt một cái ước vọng cao xa ở tương lai thì mình không biết là cái ước vọng đó có đến với mình hay là không. Thì cái này chắc chắn là
chắc chắn là khi thầy nói ngang đây á, là sẽ có nhiều vị sẽ đặt ra câu hỏi. Nếu như mình mà không hướng đến tương lai á, thì là cuộc sống mà không có tương lai thì làm sao được. Cho nên là cuộc sống và tương lai, nhưng mà cái đó là thầy sẽ trả lời sau. Bây giờ chúng ta đang nói cái mà mình muốn tìm kiếm là cái gì. Vậy thì á, cái mà chúng ta thực sự tìm kiếm, hay là nói một cách khác là hễ mà chúng ta khởi lên một sự tìm kiếm là đã đánh mất hiện tại. Cái này là sẽ một câu hỏi lớn đó. Thầy biết là thầy nói như vậy là sẽ đặt ra một câu hỏi lớn rồi đó. Nhưng mà đề trường đó là mình sẽ trả lời sau. Nhưng mà cái mà tại vì á, hệ khi mà mình nhìn ra phía trước cái con đường đi đó, cái con đường đi đó là thế này. Khi mà đi á thì mình hướng đến một mục đích. Cái mục đích đó là tương lai. Nhưng mà cho dù cái mục đích đó là ở tương lai á, thì khi mình bước đi để từ đây để tới đó thì mình cũng phải là thận trọng từng bước đi, thì khi đó mới đến tương lai được. Còn nếu như mà mình không thận trọng với chính mình ngay tại đây và bây giờ đó, thì có thể mình không đến được tương lai. Hoặc là nếu như mình đi mà sai hướng á, thì mình nỗ lực cách mấy mình cũng không đến được cái chỗ mình muốn đến. Do đó đó mà cái chính đó là như hồi nãy thầy nói đó, cái chính là cái là mình thấy ra vấn đề, chứ không phải là đạt được điều gì đó. Nhớ là quý vị á, khi mà hành thiền á, mục đích của hành thiền là thấy ra vấn đề, chứ không phải là để mà đạt được một cái gì. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả mọi cái gì trên đời này cũng đều vô nghĩa cả. Nó chỉ là cái sử dụng tạm thời ở một cái lúc nào đó thôi, tức là tùy duyên tùy dùng thôi. Chứ còn tất cả mọi cái đều là vô nghĩa. Chúng ta là đi kiếm tìm kiếm chân lý. Bây giờ mình Đức Phật xem để xem thì Đức Phật nói chân lý là cái gì. Bây giờ ai có định nghĩa dùng thầy là cái sự sống là cái gì? Sự sống là cái gì? Ví dụ như khi chúng ta nói là chúng ta đang sống đó, thì là sống là cái gì? Sống là cái gì? Ai nói sống là cái gì? Sống thực ra đó, sống tức là cái hoạt động. Sống là hoạt động của một cái sự vận hành, mà cái sự vận hành đó tạo ra cái mình gọi là đời sống. Nhưng mà cái đời sống đó nó nằm ở đâu? Cái sự vận hành tạo ra đời sống đó thì cái sự vận hành đó nó nằm ở đâu? Cái đời sống nó nằm ở đâu? Ví dụ như bây giờ thế này, mình đang sống ở đây, tất cả mọi người chúng ta đang ngồi ở đây, thì là chúng ta sống nghĩa là sao? Chúng ta có thể sống ở trong quá khứ được không? Không thể sống trong quá khứ được. Bởi vì cái sự sống là tại đây và bây giờ. Cho sự sống không phải là ở trong quá khứ. Cái sống trong quá khứ là nó đã qua rồi. Còn cái mà mình đang sống thật sự đó là hiện tại đây, chứ không phải là quá khứ. Và mình có thể sống trong ngày mai được không? Không được. Vì ngày mai là khi nào ngày mai tới đó thì lúc đó mình mới là sống trong ngày mai. Chứ còn bây giờ là mình vẫn sống trong hiện tại, chứ không thể có sống á. Sự sống là một diễn biến diễn ra ở tại đây và bây giờ, chứ không phải là ở trong quá khứ, không phải là ở trong tương lai. Không ai ngồi đây mà nói là tôi đang sống ở tương lai, và không ai ngồi đây mà nói là tôi đang sống ở quá khứ. Chỉ có như thế này thì mới là sống trong quá khứ. Tức là một người đó có một cái chuyện gì đó buồn, vui buồn gì đó trong quá khứ, và bây giờ cái người đó nó mặc dù ngồi đây, nhưng mà người đó lại là chỉ sống với những cái kỷ niệm vui buồn gì đó trong quá khứ thôi. Cho nên á, cái người đó lại hoàn toàn đánh mất cái sự sống của họ đang diễn ra. Mà lúc đó họ đang sống trong một cái thế giới tưởng tượng về quá khứ. Cho lúc đó không phải là sống trong cái hiện thực tại đây và bây giờ. Không ai có thể đánh mình một cái để cho mình đau ở trong quá khứ được. Tức là bây giờ mình đang đứng đây này, thì cái quá khứ nó đã qua rồi. Thì nếu mà người nào đánh mình một cái mà đau đó, thì chỉ có đánh trong hiện tại mới đau thôi. Còn nếu là quá khứ đó, thì cái đó là cái mình nhớ lại.
thì cái đó không phải là cái hiện thực. Tương lai cũng vậy, mình có thể là hy vọng một tương lai rồi thì mình ngồi mình cảm thấy là rất là thích thú với cái tương lai huy hoàng của mình, nhưng mà nó là tương lai, nó vẫn không phải là sự sống, nó không phải là thực tại, nó vẫn là ảo tưởng. Cho nên á, đời sống có thể là bị rơi vào ảo tưởng, hoặc là rơi vào tưởng tượng, hoặc là rơi vào một cái hoài niệm trong quá khứ, và chính những cái đó đó đã đánh mất cái thực tại. Nhưng mà thực ra đó, cái sự sống thực á, là sống thực là chỉ có sống được trong từng giây phút. Cho nên người ta mới nói rằng là ý nghĩa của đời sống á, không phải là sống lâu, không phải là sống được bao lâu, mà là có sống được trong từng giây phút hay không. Ý nghĩa thực sự của đời sống á, không phải là sống được bao lâu, mà là có thực sống được trong hiện tại hay không. Cái câu chuyện là có một cái người Phật tử ở ngoài Hà Nội, có một người chị bị bệnh ung thư, và đến khi bác sĩ nói rằng là chỉ còn vài ngày nữa là chết, không thể nào qua khỏi, thì cái người chị đó cái người em vào thăm, và người chị mới hỏi người em là em có biết thế nào là hạnh phúc hay không. Người chị đó trả lời luôn, nói là cái người em lắc đầu không biết là hạnh phúc là cái gì. Thì người chị trả lời rằng là hiện bây giờ đó, hai chị em mình đang ngồi bên nhau đây là hạnh phúc. Mà trước đây á, tại sao là trước đây sống bao nhiêu năm lại không thấy được cái hạnh phúc đó, mà bây giờ trước khi mình chết thì mình lại thấy rằng là chính lúc mình ngồi đây là hạnh phúc. Là tại sao? Là tại vì á, suốt cả bao nhiêu năm nay đó, mình không thực sự sống, mình không thực sự sống với chính mình. Mình có thể là đầu tư vào một cái chương trình kế hoạch nào đó, mình có tưởng tượng rằng là ngày mai gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn hôm nay, mặc dù hôm nay mình cãi nhau nhưng mà ngày mai mình sẽ hạnh phúc hơn. Ví dụ như vậy, tức là mình luôn luôn là mình cứ là sống trong một cái ảo tưởng. Nhưng mà bởi vì khi cái người này là họ thấy rằng là mình sắp chết rồi, cho nên họ buông ra tất cả mọi cái ảo vọng. Và khi họ buông ra tất cả mọi cái ảo vọng á, thì họ mới thấy ra cái ra từng giây từng phút là rất hạnh phúc. Thế thì cái người mà chúng ta cũng như thầy nói đó, mình ở trong niết bàn mà mình không biết. Thực ra chúng ta là mỗi ngày mỗi hạnh phúc, mỗi giây phút mỗi hạnh phúc, mà chúng ta đâu có biết. Chúng ta lại bất mãn với cái hạnh phúc đó để đi tìm một cái hạnh phúc khác. Do đó mãi mãi là mình đi tìm, mãi mãi là mình cứ trở thành, mình mong ước một cái gì đó mà mình không biết rằng á, là trong tầm tay của mình đã có hạnh phúc. Cho nên á, có người nói rằng là con á, là sao mà cái đời sống của con mà nó cứ phiền não hoài, nó cứ bất an, nó cứ phiền não hoài. Thực ra bất an với phiền não là bởi vì do không sống tròn vẹn với hiện tại. Người nào thử sống tròn vẹn với hiện tại xem, tức là đừng có đặt ra một cái tiêu chí gì hết á, cứ sống thực sự tròn vẹn với hiện tại, thì người đó sẽ tất cả mọi cái phiền não khổ đau đều tiêu tan. Bảo đảm là tất cả mọi phiền não khổ đau đều tiêu tan. Cho dù lúc đó mình đang đau khổ, ví dụ như bây giờ vì một cái chuyện gì đó xảy ra mà mình đang đau khổ, mình đang bị một cái bệnh tật nguy hiểm, hay là mình đang có một cái xung đột ở trong gia đình, hay là mình mất mát đi một cái gì đó, tất cả những cái đó tạo ra cho mình đau khổ. Nhưng mà cái đau khổ đó chính là do cái bản ngã, cái ảo tưởng của mình khởi lên để mà tạo ra cái đau khổ đó. Cho trên thực tế đó, nếu như là ngay lúc đó mà mình tròn vẹn với nó, mình thực sự tròn vẹn với từng giây phút cái hiện tại này, thì vẫn không còn đau khổ, không hề có đau khổ, không có. Khi mà mình đã thực sự tròn vẹn với hiện tại rồi đó, thì bảo đảm là không còn một chút nào là đau khổ cả. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình tròn vẹn với hiện tại á, thì không còn cái bản ngã tham sân si muốn được cái này hay là muốn bỏ cái kia nữa. Mình không còn cái muốn bỏ cái này hay được cái kia, thì lúc đó là mình thực sự buông ra. Cho nên nó không còn cái bản ngã để mà tranh đấu, để mà đòi phải đạt được cái này, phải đạt được cái kia, đặt ra cái điều kiện này, đặt ra cái điều kiện đó. Cho nên nó khi mà nó thực sự buông ra thì nó lại là hoàn toàn, lúc đó chính là niết bàn. Thành ra niết bàn là mình có sẵn,
Nhưng mà mình cứ mình đang đứng trên niết bàn, nhưng mà mình cứ là nhìn vào một cái tầm với nào đó, hoặc là mình bị vào quá khứ hoặc là tương lai gì đó, cho nên mình cứ với tới cái mà mình đạt được. Vì vậy cho nên á, mình bị hỏng chân ở nơi cái mình đang đứng. Nhưng mà chính cái chỗ mà mình đang đứng đây đó mới là thực sự là sự sống. Sự sống là chỉ diễn ra ở trong giây phút hiện tại mà thôi, chứ không có sự sống, không có xảy ra ở đâu khác ngoài cái hiện tại này. Cho nên ai có thể có khả năng trở về được với hiện tại, trọn vẹn được với hiện tại, thì người đó đã gần như là không còn phải làm gì nữa cả, là xong rồi đó, chứ không cần làm gì nữa hết. Khi một cái người trọn vẹn với hiện tại thì người đó đó trong thiền gọi là chánh niệm. Và khi cái người đó không còn có một cái tâm trạng là muốn được cái này, muốn bỏ cái này, muốn đạt cái kia gì nữa hết á, thì cái tâm của người đó còn trong sáng, cho nên gọi là tỉnh giác. Thì trong thiền đó, chánh niệm tỉnh giác là hai yếu tố hết sức quan trọng. Chánh niệm là trọn vẹn với cái đang là, với giây phút hiện tại, trọn vẹn với giây phút hiện tại nghe, chứ không phải là tìm kiếm gì trong giây phút hiện tại đâu á, mà là trọn vẹn với giây phút hiện tại. Và thứ hai á là không còn, tức là không còn bị vướng vào bất kỳ một điều gì nữa cả, cho nên cái tâm hoàn toàn trong sáng. Với một cái tâm hoàn toàn trong sáng, tức là tỉnh giác, trọn vẹn với hiện tại, tức là chánh niệm, thì gần như không có chuyện gì để làm được cả. Mà như vậy đó, khi mà mình trọn vẹn với hiện tại, trong sáng đối với hiện tại, tức là mình rõ ràng đối với hiện tại, thì tức là không còn vô minh ái dục. Vì hiện tại nó rất rõ ràng. Ví dụ như bây giờ thầy đứng đây, thầy đang đưa tay lên đưa tay xuống, miệng đang phát âm ra lời nói là rất rõ ràng. Cho nên là không có gì để mà phải thêm bớt nữa cả. Vì khi mà mình đang rõ ràng với cái hiện tại, tức là minh. Minh tức là không phải vô minh. Vô minh tức là mình không biết mình. Khi mà thầy để một cái tâm đi tìm kiếm cái gì đó đó, tức là mình đã không còn biết mình nữa, tức là đánh mất cái giây phút thực sự sống trong hiện tại. Cho nên á, trong thiền mới nói rằng là túy sinh mộng tử. Túy sinh mộng tử tức là sống mà như nằm mộng á, sống mà như say á, hay rượu á, mà chết thì như nằm mộng á. Tức là mình hoàn toàn sống như là trên mây trên mưa gì á, cho nên mình không có sống thực. Mình không thực sự là đang sống với cái giây phút hiện tại này. Thế thì bây giờ này, hiện tại mình đang đứng đây là cái gì? Hiện tại mình đang đứng đây là gồm những cái gì? Để thấy sắc, tai để nghe âm thanh, mũi để ngửi mùi, lưỡi để nếm vị, thân để tiếp xúc, để xúc chạm, và ý để biết. Đó, con người mình hiện tại là ở đây, mình đang đứng đây là nó gồm có chừng đó. Con người hiện tại của mình đang đứng đây, mỗi người đang ngồi đây. Bây giờ thầy đưa cái tay lên, mọi người đều thấy phải không? Thầy nói alo, mọi người đều nghe phải không? Tức là tất cả chúng ta ở đây là nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp. Âm thanh mà thầy nói ra đó là âm thanh, còn thầy đưa cái tay lên đó là sắc. Thành ra sắc thân, hoặc là giờ có một cái mùi gì đó hôi thì mình là có là hương, hay là mình nếm cái gì đó, mình đang cầm kẹo cái gì đó ngọt ngọt hay là đắng đắng gì đó là vị. Và gió đang thổi và nó tiếp xúc với thân là xúc, và mình biết tất cả những cái đó là ý, phải không? Con người mình tất cả chúng ta đều ai cũng có như vậy bằng nhau, tất cả chúng ta đều có như vậy bằng nhau, không có ai hơn ai cả. Thế thì tại sao mà lại là cái người thì cứ đau khổ phiền não, người thì hạnh phúc, người thì vui, người thì buồn, là tại sao? Cái đó là mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà hiện tại đó, bây giờ này, nếu như thầy đứng đây mà không có khởi tham sân si gì cả, mọi chuyện đều rõ ràng, đứng đây là thầy đang làm cái gì, thầy đang biết mình đang làm, thậm chí nhìn xuống dưới đó ai nhúc nhích như thế nào thầy cũng biết đó. Tức là hễ đồng tình gì á là đều thầy biết hết. Cái tiếng gió, nếu mình chỉ cần để ý một chút là nghe cái tiếng gió thôi, phật tên đó là mình cũng nghe. Mọi chuyện xung quanh này đó là cái tánh biết của mình á, qua mắt tai mũi lưỡi thân á và ý á, là mình đều biết hết. Như vậy á thì là tất cả chúng ta đó đều có, và sự sống đó là thể hiện cái đó chính là sự sống.
Sự sống chính là mắt thấy tai, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Đó là sự sống. Và ở trong người mình á là tim đang đập, phổi đang thở, rồi máu đang là chuyển oxy đi, và cái cơ thể chúng ta nó cũng là đang hoạt động. Cái cơ thể của chúng ta đang hoạt động ở đây đó là nó cũng là một cái con người mà trong cái con người mà gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Hay là Đức Phật á thì ngài nói là trong mình á, trong cái con người mình đang đứng đây á là có thân, cái thân này, và cảm thọ tức là bây giờ mình gió thổi mình cảm thấy dễ chịu này, nếu bây giờ tự nhiên cúp điện cái là mình thấy khó chịu này, như vậy á là cảm thọ. Và khi mà mình thấy dễ chịu á thì tâm mình nó vui vẻ, mà khi khó chịu cái là tâm mình buồn bực, như vậy là tâm. Rồi á trong cái quan hệ, ví dụ mình mắt mình thấy sắc mà mình không thích á thì mình phản ứng thế này thế kia, tai nghe âm thanh mà mình thích á thì mình lại phản ứng kiểu khác. Cho nên á là sự sống chính là cái sự vận hành, như hồi nãy thầy nói đó, sự vận hành tương tác ở giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. À, phải không? Có phải là sự sống là như vậy không? Thế gì nữa? Bây giờ cho dù mình đang ăn uống, cho mình đang hít thở, cho mình đang làm cái gì đi nữa thì sự sống cũng vẫn chính là sự tương tác, sự tương giao ở giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Đó là cái gốc của sự sống, và tất cả vấn đề đều phát xuất từ đó. Đau khổ phát xuất từ đó, hạnh phúc phát xuất từ đó, tất cả mọi cái, niết bàn cũng là ở đó, mà sinh tử cũng là ở đó, chứ không phải là đi tìm kiếm đâu xa cả. Không cần phải đi tìm kiếm đâu xa, không cần phải dùng một cái thủ thuật gì để mà đi tới đâu cả, mà tất cả mọi vấn đề là ở nơi chính mình. Cái điều mà hôm nay thầy muốn nói chính là ở chỗ đó, tất cả vấn đề đều là ở nơi chính mình. Bên đạo Thiên Chúa có một cái câu nói rất hay: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nghĩa là sao? Nghĩa là không qua cái mà sự sống này, không qua cái sự sống này, không qua cái lẽ thật này thì không bao giờ mình đạt được chân lý. Nhưng mà thực ra đó, cái câu đó nó cũng không có nghĩa là dùng cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này để làm phương tiện để đạt được chân lý, cũng không phải như vậy. Mà là chính cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này trong cái quan hệ với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp đó, mà nếu như mình thấy ra rõ ràng, mình biết là hệ mắt mình thấy sắc, rồi tâm mình phản ứng như thế nào, đau khổ hay là hạnh phúc, tất cả mọi cái diễn ra trong tương giao đó mà mình thấy rõ hết thì mình không bị mê mờ, mình không bị nhầm lẫn, và mình không bị phản ứng một cách sai lầm. Tức là do hồi nãy thầy nói là do không thấy được sự thật cho nên mình mới nhận thức sai lầm, nhận thức sai lầm cho nên mình mới là hành động sai lầm, hành động sai lầm mới đưa đến cái kết quả sai lầm là đau khổ, phiền não, khổ đau đó. Thực ra mình không cần tìm kiếm đâu cả, thiền chính là trở về để nhìn lại cái thân, cái thọ tâm pháp, để mình nhìn lại cái mắt thấy sắc như thế nào, tai nghe âm thanh như thế nào, cái gì đưa đến đau khổ, cái gì không đưa đến đau khổ. Nếu người nào thấy ra được tất cả mọi cái đó, thấy ra được tất cả mọi cái đó thì là minh. Mà hệ đã là minh thì không còn có tạo tác luân hồi sinh tử nữa, nghĩa là ngay đó là niết bàn. Y đàng nô nhang thi na ngô tu su ki ta ôn tu nha ta yô. Y đàng nô nhang thi na ngô tu su ki ta ôn tu nha ta yô. Y đàng nô nhang thi na ngô tu su ki ta ôn tu nha ta yô. Y đàng va ta mê nhang asava khaya bang om tu